Mẹ chỉ cho Su mình cách tô biển hay lắm nè. Lý do mà người ta gọi đây là bộ sáp màu đa năng 3 trong 1 là vì vừa là màu sáp vừa là màu nước luôn đó Su. Su chỉ cần lấy một cây cọ và một ít nước là có thể chuyển từ màu sáp thành màu nước luôn đó. Su thấy cái biển của mẹ tô đẹp.